Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chơi Hay và mình là Ngọc Sơn. Ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy trên tay mình hiện tại đang là một cái mẫu smartwatch có thể nói là rất hot ở thời điểm hiện tại. Ngay sau khi mà Sơn Tùng MTP tung ra cái MV Có Chắc Yêu Là Đây thì trong cái MV đó Sơn Tùng cũng đã đeo cái chiếc Oppo Watch, nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái phiên bản giới hạn, một cái phiên bản limited chỉ có tại thị trường Trung Quốc mà thôi. Thì đó chính là cái phiên bản Evangelion, và đây gọi là cái siêu nhân của bên Trung Quốc rất là hot, gọi là anime đi. Nhìn con này thì nó cũng khá là giống với cả cái nhân vật ngày xưa anh em hay xem Ben 10 thì nó cũng khá là giống. Và cái sản phẩm Oppo Watch này thì mình mượn được ở bên LD Store, là một bên chuyên phân phối những cái sản phẩm vòng đeo tay thông minh smartwatch để các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được. Thì mình sẽ để cái đường link của shop này ở phần mô tả của video nhé. Nhận xét sơ qua một chút về cách đóng hộp của phiên bản giới hạn này thì cảm giác nó đóng hộp rất là khá là cẩn thận và nhìn rất là sang trọng. Đấy là cái cảm nhận đầu tiên của mình. Còn cái đồng hồ thì mình đã tháo ra và set up cài đặt để gửi đến các bạn những cái trải nghiệm đầu tiên rồi. Thì đây là cách đóng hộp sơ qua của nó nhá. Đấy, cái mặt đồng hồ nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Ngoài ra thì ở đây các bạn có thể thấy là mình đeo nó có một cái bên màu đen này, một bên là dây đen, một bên là dây đỏ. Thì ở đây nó cũng là ngược lại như thế. Đấy, nếu như mà các bạn muốn đeo đen không hoặc là muốn đeo chỉ đỏ, chỉ đen thôi. Đấy, thì các bạn hoặc là các bạn có thể mix vào như mình như này, trông nó cũng khá dị. Nói chung là cái phiên bản limited này thì nó cảm giác là nó cho những cái fan của anime cũng như là những cái fan trẻ con thôi. Nhìn đeo trên tay giống những trẻ con và cảm giác nó không toát lên được cái sự sang trọng vốn dĩ của chiếc đồng hồ Oppo Watch này. Và bên này thì hiện tại là mình đang có cái đốc sạc. Cái đốc sạc này thì nó sẽ là dạng nam châm và nó có công nghệ sạc rất là nhanh của VOC, giúp cho chúng ta có thể sạc được 50% dung lượng pin của cái chiếc Oppo Watch này chỉ trong vòng độ khoảng tầm 20 phút. Đấy là theo quảng cáo là như thế, còn đâu mình cũng đã sạc từ khoảng tầm 15% lên 100% cũng chỉ mất độ khoảng tầm 1 tiếng thôi. Đấy rồi, và sơ qua đó thì đó chính là cái về cái phần hộp này, phụ kiện của chiếc Oppo Watch phiên bản giới hạn có tên là Evangelion. Đấy, một cái phiên bản giới hạn đến từ thị trường Trung Quốc. Còn nếu như mà sắp tới mà Oppo Watch được bán chính hãng tại Việt Nam thì hy vọng là nó sẽ có nhiều những cái phiên bản mới độc lạ hơn, ví dụ như là phiên bản Sơn Tùng MTV chẳng hạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi thẳng vào nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc Oppo Watch. Thì mình muốn review cho các bạn một chút về, đầu tiên đó chính là về cái cách kết nối đi. Thì đầu tiên là smartphone của các bạn sẽ phải có cái app, là cái app Health Tactic này, mình nhớ là như vậy, Health đây. Thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào cái app này và chúng ta sẽ có thể kết nối cả Oppo Watch và Oppo Band trên cùng một cái app như này luôn. Và giao diện của nó thì hiện tại là nó vẫn còn có khá là nhiều những cái ví dụ như là quảng cáo của cái app này. Còn nếu như mà khi mà bán tại thị trường Việt Nam thì hy vọng là cái app này của nó, cái app kết nối nó sẽ hỗ trợ mượt mà cho cả Android và cả iOS nữa. Rồi, và ở bên này thì nó sẽ là cái phần theo dõi những cái sức khỏe của bạn, có nhịp tim, có giấc ngủ, có độ bão hòa oxy trong máu, và sẽ có một số những cái bài tập để chúng ta có thể đặt mục tiêu cũng như là luyện tập. Nói chung về những cái chức năng theo dõi sức khỏe thì mình cảm giác như là nó sẽ khá là giống với những cái chiếc đồng hồ thông minh hay là vòng đeo tay thông minh khác mà thôi. Đấy, chẳng qua là nó sẽ được chạy một cái hiệu năng tốt hơn và nó sẽ có những cảm biến hiện đại hơn. Cùng với đó, đồng nghĩa với cả việc đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái thông số tốt hơn để theo dõi về những cái sức khỏe của các bạn. Đấy, còn đâu cái phần này mới là cái phần mà chúng ta quan tâm nhất này. Cái phần kho mặt đồng hồ thì hiện tại như các bạn có thể thấy ở đây, mình đã có thể cài được một cái ảnh mặc định của mình để làm mặt cho đồng hồ như này rồi. Nói chung chất lượng hiển thị ở trên cái đồng hồ này rất là đẹp, và tí nữa thì mình sẽ nói sau. Đấy, thì cái phiên bản giới hạn này nó sẽ trang bị cho các bạn thêm một số những cái hình nền nữa. Còn nếu không thì các bạn đã có một số những hình nền rất là chất lượng ở đây rồi, ví dụ như là cái mặt này này, là chúng ta có thể đi tập thể thao. Cái mắt này chúng ta có thể sử dụng trong rất là nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau. Đó, sơ qua là như vậy. Và bây giờ ở trong này sẽ là cái phần mà chúng ta có thể tùy chỉnh, tùy biến được một số những cái tính năng của đồng hồ. Đầu tiên thì nó sẽ là đồng bộ thông báo của điện thoại vào với cả đồng hồ này. Thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy nhá, các bạn sẽ cài đặt được hầu như là tất cả những cái app
mà điện thoại các bạn có ở đây để cài đặt thông báo thì ở đây mình hay sử dụng nhiều nhất là tin nhắn, email, Facebook, Instagram, rất là nhiều những cái mạng xã hội khác thì mình để như thế này thôi. Và mình thấy là cái thông báo của cái Oppo Watch này hiện lên nó khá là tốt. Và bây giờ thì khám phá tiếp về cái phần app là như nào. Cái phần app ở đây nó còn có một cái mục là eSIM và Mobile Network. Nhưng mà hiện tại thì cái eSIM này thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải kích hoạt bởi một cái nhà mạng nào đó. Nhưng tuy nhiên thì cái phiên bản Oppo Watch này nó lại là cái phiên bản nội địa Trung Quốc, cho nên theo mình thì cái eSIM này vẫn chưa có thể hoạt động tốt được ở Việt Nam. Rồi, và ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái target, một số những cái mục tiêu để các bạn có thể cài đặt làm theo dõi sức khỏe nhá. Đấy, ngoài ra thì nó cũng là râu ria thôi. Chủ yếu những cái phần mà các bạn có thể tùy chỉnh được thì nó sẽ nằm luôn ở trong phần đồng hồ. Và nó đã giảm tải rất là nhiều cho cái app này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về phần đồng hồ nhá. Nhận xét một chút về cái chất lượng gia công hoàn thiện, từ cái dây đeo cho đến những cái phần khung viền, phần lớp kính, hay là bây giờ mình cũng có thể show cho các bạn luôn cái cảm biến ở dưới này. Nói chung nhìn sơ qua các bạn có thể thấy là chiếc Oppo Watch này nó có một cái thiết kế khá là giống với cả Apple Watch từ series 4 đổ lên. Đấy, nhưng mà có một cái điều đây, mình sẽ tháo cái này ra để các bạn có thể thấy luôn. Các bạn có thể thấy là cái điểm tiếp xúc của cái dây đeo với cái mặt đồng hồ thì nó cũng đã khác so với cả Apple Watch rồi. Đấy, nó theo cái cơ chế khác, mặc dù là cái cơ chế đóng vào, lắp vào với cả mở ra thì nó cũng như nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng phải cách điệu đi một tí. Cái cảm biến ở đây thì các bạn sẽ có 5 cái cảm biến ở đây để giúp ta có thể hoạt động được tốt những cái theo dõi sức khỏe này. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ không có cái núm vặn như là Apple Watch đâu. Các bạn sẽ có một cái nút này, gọi là cái nút mình cứ gọi nôm na nó là cái nút nguồn ở phía dưới. Thì nó sẽ được phân biệt bằng cách là các bạn sẽ có một cái dải đèn LED ở đây. Đó. Còn cái nút trên thì các bạn cứ hình dung nó là cái nút home của đồng hồ. Nếu như mà các bạn ấn vào nút trên thì chúng ta có thể truy cập được vào cái menu luôn. Đấy. Và ấn thì nó sẽ là thoát ra. Còn ở đây thao tác vuốt từ trên xuống nó sẽ là giúp cho chúng ta có thể truy cập được wifi, tìm điện thoại, chế độ máy bay, ép nước ra khỏi đồng hồ, im lặng hay là tự động sáng này, không làm phiền. Đấy, còn nếu như mà các bạn vuốt sang bên tay phải này thì các bạn sẽ có thêm một số những cái kho mặt đồng hồ khác. Đấy, nhìn nó sẽ classic hơn rất là nhiều. Ở đây nó còn có như kiểu cổ điển ấy, kiểu đồng hồ Casio ngày xưa. Đấy, rất là nhiều những cái mặt đồng hồ ở trong này mà chúng ta đã được bổ sung thêm. Ngoài ra khi mà các bạn vuốt ở sang bên trái, chúng ta sẽ được cài sẵn một số những cái mặt đồng hồ mặc định. Đó, như này. Và như này. Đấy, nó cũng khá là hay. Và tiện nhất ở một cái đó chính là vuốt lên, chúng ta có thể truy cập được vào cái danh sách thông báo mà các bạn đã có. Nếu như mà có thông báo thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ nhận xét một chút về cái phần dây đeo. Dây đeo được gia công rất là tốt, đặc biệt với cái phiên bản Limited này thì những cái họa tiết ở trên cái dây đeo này nó được khắc cũng như là được gia công rất là tốt, hoàn thiện cực kỳ tốt. Và đeo thì mình thấy rất là nhiều bạn phản ánh là đeo mùa hè cái những cái sản phẩm đồng hồ đeo tay thông minh như này nó hay bị ngứa. Nhưng mà tuy nhiên thì mình đã đeo từ sáng cho đến bây giờ là 5 giờ chiều rồi thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó chẳng có vấn đề gì cả, như là chúng ta đeo những cái chiếc đồng hồ khác thôi, bản của nó vẫn như thế này mà. Rồi, nói chung là về cái cảm giác đeo trên tay nó rất là thoải mái. Cái thứ hai đó chính là về cái phần màn hình của cái chiếc Oppo Watch này thì chúng ta phải công nhận là nó đã tối ưu rất là tốt. Nó có một cái cảm giác vuốt này, những cái hiệu ứng chuyển cảnh rất là mượt mà, đây các bạn có thể thấy cực kỳ mượt. Và nếu như mà để so sánh với cả Apple Watch series 4, series 5 thì mình thấy Oppo Watch nó cũng phải chiếm được khoảng tầm từ 9/10 cho cái phần cảm ứng như này. Và chất lượng hiển thị của nó thì rõ ràng là rất là tuyệt vời, với những cái mảng màu đen nó được sắc nét hơn, nó được sâu hơn rất là nhiều. Và từng cái icon này, không biết là các bạn nhìn trên camera thì nó có rõ hay không, nhưng mà mình thấy là nó vô cùng sắc nét luôn. Bởi vì là cái công nghệ màn hình ở trên cái tấm nền của cái Oppo Watch này sử dụng là cao cấp, và nó đã được cắt xuống cả Oppo Band nữa. Chính vì vậy mà cả hai cái sản phẩm vòng đeo tay và đồng hồ thông minh này đều sở hữu một cái màn hình cực kỳ tốt. Đó là cái điểm cộng đầu tiên. Cái thứ hai, như mình đã chia sẻ rồi, chúng ta sẽ có một cái thời lượng pin sử dụng khá là lâu dài, và tốc độ sạc thì nó cũng cực kỳ tốt luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ check cái thông báo nhé. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn
ông bạn mình sẽ quay gửi cho mình một cái tin nhắn đến từ Telegram hoặc là Messenger đi, xem nó hiển thị như thế nào và phản hồi của nó ra sao. Cái zoom của nó thì mình cũng đã thử rồi, cái zoom của nó rất là tốt nha các bạn. Hoàn toàn là chúng ta sẽ bị chú ý ngay đến khi mà chúng ta có thông báo hoặc là có cuộc gọi thì nó sẽ zoom rất là mạnh liền. Đó, và ngay lập tức các bạn có thể thấy là ở trên màn hình điện thoại của mình có thông báo đến từ Telegram thì một phát này. Chúng ta có thể kích vào đây và check luôn. Đó, Lê Tân này gửi đến này, nó cũng hiện cả logo của cái app Telegram này, iPhone X này. Wow, và cái tin nhắn này các bạn có thể thấy là nó rất là dài, nhưng mà nó vẫn hiển thị đầy đủ. Wow, rất là dài nha các bạn. Và hiện tại thì các bạn có thể thấy phông chữ của chiếc Oppo Watch này thì nó rất là tốt. Cái phông chữ này thì nó hiển thị rõ ràng, không bị lệch dòng, không bị lỗi phông. Và cảm giác của nó y hệt như là lúc mà chúng ta trải nghiệm cái Oppo Band vậy. Cái thông báo này nói chung là, đấy các bạn có thể thấy thôi, thứ nhất là tốc độ hiển thị thông báo là nhanh, ngang với cả điện thoại. Cái thứ hai là phông tiếng Việt, mặc dù đây là phiên bản nội địa nhưng mà nó đã được có hỗ trợ luôn rồi. Và chúng ta sẽ không bị lỗi phông, không bị lỗi cách dòng. Mà hơn thế, chúng ta còn có một cái phông chữ rất là đẹp nữa. Đó, đó là sơ qua về cái phần thông báo nhá. Đây, ở đây là tin nhắn Messenger này. Ồ, hết rồi. Đấy, và khi mà chúng ta check xong thì hình như lúc nãy mình vừa mới ấn xóa thì phải. Rồi, và đó là sơ qua về những cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc Oppo Watch phiên bản giới hạn nội địa đến từ Trung Quốc, có tên là Evangelion. Thì hiện tại thì mình vẫn chưa khám phá được hết tất cả những cái tính năng ở trên chiếc Oppo Watch này. Và nghe đâu thì đây, nó sẽ còn có một cái giúp cho chúng ta có thể truy cập được vào để có thể gọi điện luôn ở trên chiếc Oppo Watch này. Nó hoàn toàn có loa và có mic để cho các bạn có thể đàm thoại được luôn. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ không mang cái chiếc đồng hồ này đi quá xa so với là điện thoại được để thực hiện cái tính năng nghe gọi này. Đó, ngoài ra thì mình còn thấy là chúng ta sẽ còn có thể xem phim, lướt web, xem YouTube và có thể chơi được game luôn ở trên chiếc Oppo Watch này. Và có lẽ là phải hẹn anh em ở trong một cái video sau để mình có thể trải nghiệm được đã. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ tạm dừng ở một cái video mở hộp đánh giá rất là nhanh cái chiếc Oppo Watch này. Hiện tại thì với cái tầm giá độ khoảng tầm 5 triệu thì các bạn có thể mua được cái phiên bản mặt đồng hồ là 41. Còn cái phiên bản mình đang có ở đây là cái phiên bản cao cấp hơn, nó là cái phiên bản 46 và nó sẽ được làm vát cong. Còn cái phiên bản 41 thì nó sẽ là mặt phẳng hoàn toàn, khá là giống với cả Apple Watch đến từ Apple. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Hiện tại thì cái mức giá cho phiên bản 46mm nó sẽ là rơi vào khoảng tầm 8 triệu. Còn nếu như mà phiên bản 41 thì nó sẽ rơi vào độ khoảng từ 5 cho đến 6 triệu. Và bên cạnh đó nó sẽ còn có rất là nhiều những cái phiên bản giới hạn, những cái phiên bản mặt kính sapphire hay là gốm sứ, nói chung là rất là nhiều những cái phiên bản khác. Thì hứa hẹn là mức giá nó sẽ còn chênh hơn rất là nhiều. Và bao nhiêu bạn cảm thấy thích thú với cái chiếc Oppo Watch này, có thể nói thì theo mình đây sẽ là một chiếc đồng hồ sẽ là đại diện cho thế giới Android, đối đầu với cả chiếc Apple Watch của Apple. Còn các bạn nghĩ như nào về Oppo Watch thì hãy để lại cảm nhận của các bạn ở phần comment bên dưới của video này nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.